Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô trò chúng ta bước vào tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính phân môn tiếng Việt. Tiết 107, các thành phần biệt lập tiếp theo. Mục tiêu cần đạt ở bài này. Cô sẽ giúp các em nhận biết hai thành phần biệt lập, gọi đáp và phụ chú. Đồng thời, nắm được công dụng của mỗi thành phần và biết cách đặt câu có thành phần gọi đáp và phụ chú. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng kiểm tra bài cũ. Hãy xác định các thành phần biệt lập đã học trong các câu sau đây. 1. Có lẽ anh ấy đã đi hôm qua rồi. 2. Chao ôi, trời lạnh thật. 3. Hình như cô là bác sĩ. Chúng ta dễ dàng phát hiện ở câu 1, có lẽ là thành phần tình thái. Câu 2, chao ôi là thành phần cảm thán. Câu 3, hình như là thành phần tình thái. Vậy theo các em, thành phần biệt lập là gì? Thành phần biệt lập có những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Hãy cho cô một vài ví dụ minh họa. Dựa trên tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đang đối diện với dịch bệnh corona, các em có thể dựa vào tình hình ấy để đặt ví dụ. Có lẽ corona là đại dịch nguy hiểm nhất ở thế kỷ 21. Chao ôi, corona gây bao thảm họa cho loài người. Giờ đây, cô và các em cùng bước vào bài mới. Bài thơ tiếng Việt của Lưu Quang Vũ có đoạn: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao đêm cá lặng sao mờ. Ôi tiếng Việt như buồn và như lụa, ống tre nghè và mềm mại như tơ. Nghe bài thơ ấy, ta cảm nhận được hình ảnh gần gũi giản dị. Bên cạnh những câu thơ tỏa sức gợi, bởi những câu chữ được kết hợp với các thành phần cấu trúc ngữ pháp. Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu hai thành phần biệt lập tình thái và cảm thán. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm hai thành phần biệt lập nữa để góp phần trong việc viết văn và giao tiếp, giúp ích cho phần sinh động và phong phú hơn. Đó là thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Chúng ta bước vào phần 1 La Mã, thành phần gọi đáp. Các em theo dõi, quan sát và ghi vào vở bài học. Ở học kỳ 1, các em đã được học tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Nơi ấy có hình ảnh ông Hai, một người nông dân chân chất, giàu lòng, yêu làng, yêu nước. Và trong một lần đối thoại với người dân tản cư, ông đã hỏi: này, bác có biết mấy hôm nay súng đã bắn ở đâu mà nghe rác thế không? Từ in tập này dùng để gọi, thiết lập quan hệ giao tiếp, hay nói khác đi là tạo lập cuộc đối thoại. B. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy à? Cụm từ thưa ông dùng để đáp. Duy trì quan hệ giao tiếp, hay nói cách đi là duy trì cuộc thoại đang diễn ra giữa những người tham gia đối thoại. Chúng ta vừa tìm hiểu thành phần gọi đáp. Các em ghi số 2 nhỏ ghi nhớ chấm 1-2 trang 32. Và để hiểu rõ thêm, chúng ta cùng xem thêm một số cuộc đối thoại. Này,
Các em có biết dịch corona nguy hiểm thế nào không? Vâng, ai cũng sợ mà chị. Dạ, ghê thật đó. Vậy, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay diệt trừ đại dịch này nhé. Yêu nước, hãy ở yên trong nhà. Tuân thủ luật chính phủ đưa ra là đẩy lùi dịch bệnh. Các em đã biết, không chỉ trong giao tiếp hàng ngày, ta thường sử dụng thành phần gọi đáp với nhau, mà trong các tác phẩm truyện, thơ, các tác giả cũng vận dụng các thành phần gọi đáp để tăng sự phong phú và sinh động hơn trong diễn đạt nội dung. Vậy, những từ ngữ gọi hoặc đáp lời người khác có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc trong câu hay không? Thưa, những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác thường chỉ là những từ tạo nên mối liên hệ giữa những người đối thoại. Do đó, những từ ngữ này không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Chúng ta vừa tìm hiểu phần 1 la mã. Giờ đây, cô và các em sang phần 2 la mã, thành phần phụ chú. Ở tác phẩm Triết Lược Nghè của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, ta thấy được tình cha con thật cao đẹp và thiêng liêng. Vì hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ, biết bao gia đình phải chia cắt. Anh Sáu cũng như bao người khác, anh lên đường theo tiếng gọi của quê hương. Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh và cũng là đứa con duy nhất của anh chưa đầy 1 tuổi. Vậy các từ ngữ in đậm được thêm vào chú thích cho cụm từ nào? Chú thích thêm cho cụm từ đứa con gái đầu lòng. Và qua phần phụ chú, người đọc được cung cấp thêm thông tin anh Sáu chỉ có 1 đứa con duy nhất. Ta gặp lại tác phẩm Lão Hẹt của Nam Cao, một hình ảnh người nông dân lương thiện, nhân hậu, tự trọng, yêu thương con, nhưng lại bị xã hội bất công dồn vào bước đường cùng, phải xa con, bán chó. Chỉ còn biết tâm sự với ông giáo. Thế mà có lúc, cũng vì lòng tự trọng, lão từ chối tất cả những gì ông giáo giúp, và cứ thế xa dần ông giáo. Ông nghĩ, lão không hiểu tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm. Thành phần phụ chú, tôi nghĩ vậy. Giải thích rõ cho điều suy nghĩ của nhân vật tôi. Tôi nghĩ vậy. Giải thích thêm điều lão không hiểu tôi chưa hẳn đã đúng. Nhưng tôi cho đó là lý do làm tôi càng buồn hơn. Vậy từ việc tìm hiểu các ví dụ trên, theo em, nếu cô lược bỏ các từ vừa gạch dưới, thì nghĩa sự việc của câu có thay đổi hay không? Vì sao? Thưa, chúng sẽ không thay đổi vì không là một bộ phận thuộc cấu trúc ngữ pháp của câu. Thành phần phụ chú này có tác dụng bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Vậy các em hãy cùng cô quan sát các ví dụ và cho biết các hình thức của thành phần phụ chú là gì. Trước hết, đó là 2 dấu gạch ngang hoặc 2 dấu phẩy, 2 dấu ngoặc đơn hoặc 1 dấu gạch ngang với dấu phẩy hoặc sau dấu 2 chấm. Và trong các tác phẩm văn học, chúng ta thường thấy các tác giả thường vận dụng thành phần phụ chú đưa vào trong đoạn hay bài thơ, bài văn để làm sáng rõ thêm nội dung chính. Các em hãy quan sát thêm một số ví dụ khác.
một giáo sĩ nước ngoài. Chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là người rất thạo tiếng Việt, đã có thể nói đến tiếng Việt như là một thứ tiếng đẹp và rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nức nẻ đồng ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ ghè ở ngoài đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Chúng ta vừa tìm hiểu xong phần bài học. Giờ đây, cô và các em cùng sang phần ba la mã luyện tập. Bài tập 1. Tìm các thành phần gọi đáp trong đoạn trích sau và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì? Trên, dưới hay ngang hàng? Thân hay sơ? Thành phần gọi đáp này dùng để gọi. Quan hệ vai trên và vai dưới ở đây là lời của chị dậu và người hàng xóm được chính trên quan hệ tuổi tác. Thành phần gọi đáp là vâng, dùng để đáp. Đây là mối quan hệ giữa bà lão hàng xóm cùng với chị dậu. Đó là mối quan hệ thân mật. Ở câu 2, tìm thành phần gọi đáp trong câu ca dao và cho biết lời gọi đáp hướng đến ai. Thành phần gọi đáp là bầu ơi. Lời gọi đáp không hướng đến một cá nhân cụ thể mà dùng chung hướng đến mọi người. Bởi câu ca dao mang một ý nghĩa ẩn dụ, kêu gọi mọi người cùng chung một đất nước, phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Thật vậy, hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đang đối diện với đại dịch COVID. Dịch bệnh đã gây bao mất mát, tang thương khắp mọi nơi. Chính lúc này, nhân dân Việt Nam cùng đồng lòng, đồng sức, nắm chặt tay nhau, cùng vượt qua bao hiểm họa. Từng chiếc khẩu trang, chai nước sát khuẩn, những cây ATM gạo đã đến tận tay những người khó khăn. Chúng ta, những người cùng dòng máu Lạc Hồng, không phân biệt tôn giáo, thành phần, giai cấp, tất cả cùng chia sẻ vật chất, tinh thần cho nhau. Thật ấm lòng với những nghĩa cử, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng ta sang bài tập A, 3A. Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì. Ở câu 3A, thành phần phụ chú kể cả anh. Giải thích cho cụm từ mọi người. Khẳng định, ngay cả anh Sáu cũng không tin là con bé thay đổi. Ở câu B, thành phần phụ chú. Các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ. Giải thích cho cụm từ những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này. Chỉ rõ những người nắm giữ chìa khóa và ai có vai trò quan trọng nhất. Như các em đã biết, bố mẹ mình là người đã sinh ra, thầy cô là những người truyền kiến thức cho ta. Tất cả đều mong các em khôn lớn và trở thành những người hữu ích. Nhưng nền tảng gia đình vô cùng quan trọng, đặc biệt là mẹ. Bởi chính cái nôi gia đình sẽ
sẽ giúp các em trở thành những người tài năng, đức độ, đem công sức mình cống hiến cho đất nước. Ở câu C, thành phần phụ chú, những người chủ thật sự của đất nước trong thế kỷ tới. Giải thích cho cụm từ lớp trẻ. Thật vậy, một đất nước muốn phát triển cần phải có nhân lực. Lớp trẻ với những vai trò vô cùng to lớn, hội đủ kiến thức, tâm, tài để xây dựng phồn thịnh xã hội. Như lời Bác Hồ đã căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ở câu D, với bài thơ Quê hương của gian em, cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bóng giặc, từ xã mẹ tôi đi, cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào xu kích. Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn thương thương quá đi thôi, giữa cuộc hành quân không nói được một lời, đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại. Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi. Thành phần phụ chú có ai ngờ. Thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật tôi với nhân vật em. Thành phần phụ chú thứ hai, thương thương quá đi thôi. Thể hiện tình cảm trìu mến của nhân vật tôi với nhân vật em. Chúng ta vừa tìm hiểu một đoạn thơ tái hiện một hiện thực đau thương mất mát do chiến tranh mang lại, nhưng bừng sáng lên một tình yêu đẹp trong chiến đấu của người chiến sĩ. Bài tập 4 các em cũng đã làm ở trên. Bài tập 5, các em hãy viết thêm một đoạn văn ngắn từ 8 tới 10 câu trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú. Các em vừa hoàn tất xong bài học, giờ đây cô sẽ hướng dẫn về nhà. Các em sẽ hoàn tất bài tập còn lại và xem lại các bài từ tuần 1 đến tuần 4 để chuẩn bị tiết ôn tập kiểm tra giữa kỳ. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Mọi thắc mắc về bài giảng, các em có thể liên hệ email và điện thoại của cô ở phía dưới. Thân ái chào tất cả các em.